Mình cũng tết đó, mà bây giờ trái cây nó nhiều quá à. Mấy cái cam với bơm nè, nó cũng hơi héo héo rồi. Bây giờ mình lấy cái này mình ép nước trái cây uống. Mấy trái cam này mình gọt cái vỏ nó ra, không thôi mình ép luôn rồi nó đắng lắm. Gọt cái vỏ cho nó sát sát nè, mấy cái vỏ màu trắng này nè. Mà nếu mà mình chừa nó nhiều quá, mình ép ra cái nước nó ra, cái nước cam ra thì nó đắng. Bây giờ mình gọt nó. Với cam này mình mua nó cũng không có được ngọt nữa. Thành ra thôi mình nói thôi mình ép nó ra đi, để lấy nước uống. Có gì mình bỏ chút xíu đường vô. Mình gọt sơ nó vậy nè, bỏ vô cái rổ. Thường á, mà tới mùa cam á, là nhà mình hay đi chợ sỉ á, Lê Minh Tình á. Mình mua một lần một thùng mà không có nhiêu tiền á, một thùng có 10 đô, cỡ 10 đô, 12 đô à. Mấy cái bơm này á, thì mình không có cần gọt vỏ. Mình rửa cái này, mình đã rửa sạch cái vỏ rồi. Đúng quá, vẻ đôi nó ra, mình chẻ đôi nó ra chút xíu, mình bỏ cho mình ép luôn. Cái này vừa rồi, cam này nãy giờ mình gọt xong rồi, bây giờ mình sẽ ép nó. Mình vớt cái bọt của nó trên mặt, bỏ mấy cái bọt lên. Nước cam với bơm á, nãy giờ mình ép ra thì được một cái chất như vậy nè. Giờ mình để vô tủ lạnh á, khi nào mình uống á, thì mình có thể bỏ chút xíu nước đá vô với đường vô thì là uống được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.